Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 183 anh em nhé. Một đêm yên lặng, sáng sớm tia sáng mặt trời đầu tiên từ phương đông xa xăm chiếu tới. Vũ Hạo và Vương Đông đã đứng ở ngoài trại, mở to mắt hấp thụ tử khí. Trải qua một đêm tu luyện, thương thế của Vũ Hạo đã chuyển biến rất tốt. Tính luôn một ngày một đêm hắn hôn mê, trận chiến hôm trước đã kết thúc được 2 ngày rưỡi. Khả năng phục hồi của hắn quả là vô tiền khoáng hậu. Vũ Hạo, ta ở đây cũng không thoải mái. Chỗ này là chỗ người ta có thể ở sao chứ? Lúc này ngươi có thể đi được chưa? Hấp thu hết tử khí, Vương Đông uể oải hỏi. Vũ Hạo nói, nơi này cũng không tiện ở lâu. Mấy ngày nay ta cũng không muốn giao tiếp với quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Ta không sao rồi. Tiếc là phi hành hồn đạo khí của ta đã bị hủy. Nếu không thì ta điều khiển nó cũng không có bị gì đâu. Vương Đông nói, vậy khi nào chúng ta đi? Vũ Hạo nói, ăn sáng xong từ biệt quất tử và kha kha một tiếng rồi đi. Vương Đông chăm chú nhìn Vũ Hạo, thấy trong mắt của hắn không có một chút nào miễn cưỡng, nhất thời tươi cười rồi nói, được. Điểm tâm cho kha kha đưa tới. So với bữa tối thịnh soạn ngày hôm qua, điểm tâm có vẻ sơ sài. Bánh mì, dừa muối, thịt muối, cháo, dù đơn giản nhưng khá nhiều. Trong quân doanh cũng chỉ có thể tìm được những thứ này mà thôi. Kha kha tỏ vẻ áy náy. Vũ Hạo cười rồi nói, chúng ta cũng không phải là quý tộc quen ăn sung mặc sướng, chỉ cần ăn no là được. Ngày trước lúc còn nhỏ, bánh bao còn không có mà ăn, rõ ràng có bánh mì rồi còn đòi hỏi cái gì nữa đây. Hắn cầm ngay ổ bánh mì to chừng bàn tay ăn ngấu nghiến. Sinh mệnh lực lượng cường hãn là một chuyện, thế nhưng cũng phải có năng lực bổ sung cho sinh mệnh lực, thức ăn chính là tốt nhất. Vương Đông ăn uống nhã nhặn hơn nhiều, phần lớn thức ăn đều đưa cho Vũ Hạo. Hắn nhẹ nhàng xé bánh mì ra, kẹp một mẩu thịt muối đưa cho Vũ Hạo. Kha kha ngồi bên cạnh có vẻ nàng đã ăn sáng rồi, cũng không cùng ăn với họ, thế nhưng cũng không rời đi. Nhanh chóng điểm tâm sáng bị con bò ham ăn Vũ Hạo càn quét sạch sẽ. No quá kha kha, quốc tử đang ở chỗ nào? Thương thế của ta đã chuyển biến tốt, chúng ta còn có việc cần làm nên muốn từ biệt hai người. Kha kha nhíu mày rồi nói, Vũ Hạo không cần từ biệt đâu, quốc tử bận bịu lắm. Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút, ngay cả thời gian cáo biệt một chút cũng không có sao. Kha kha tỏ vẻ áy náy, đứng dậy rồi nói, Vũ Hạo, ngươi đi theo ta ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói. Vũ Hạo nói, Vương Đông là huynh đệ tốt nhất của ta, hắn nghe cũng không sao đâu. Kha kha trầm giọng nói, không, việc này chỉ có thể nói với một mình ngươi. Vũ Hạo nhìn Vương Đông cũng rất là bình thản. Không có chuyện gì, ngươi đi đi, người nào cũng có bí mật riêng, ta cũng không muốn biết nhiều chuyện quá. Vũ Hạo lúc này mới đứng lên đi theo Kha Kha đi ra bên ngoài. Ra khỏi khu trại, Kha Kha không hề dừng bước, xuyên qua quân doanh mới dừng lại. Sao vậy Kha Kha, quốc tử gặp chuyện gì phiền toái ư? Vũ Hạo nói. Kha Kha lắc đầu rồi nói, xin lỗi Vũ Hạo, các người đã cứu chúng ta, vốn chúng ta phải chú đáo hơn. Thế nhưng mà tâm tình quốc tử có vẻ không ổn, nàng bảo ta chuyển lời cảm tạ, nhờ ta đưa cái này cho ngươi, nàng sẽ không gặp ngươi. Ừ, trong lòng của Vũ Hạo vốn rất rõ, chỉ than thở trong lòng. Vậy cũng được, phiền ngươi chuyển lời giúp ta, nàng bảo trọng. Chỉ vậy thôi à? Ánh mắt của Kha Kha tỏ vẻ quái lạ nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo gượng cười rồi nói, chứ còn có thế nào nữa đây? Kha Kha nhỏ giọng, không lẽ ngươi không biết tình cảm quốc tử dành cho ngươi? Ta không tin. Vũ Hạo chấn động, thật xin lỗi, ta không rõ người đang nói cái gì cả. Kha Kha lộ vẻ bất mãn, sao hai người các ngươi đều như vậy? Rõ ràng kết cục có thể không như thế này mà. Vũ Hạo thở dài, Kha Kha ngươi phải hiểu, không ai quyết định vận mệnh của người khác được. Vận mệnh bản thân đều do chính mình lựa chọn. Quốc tử đã chọn con đường kia, ta cũng có con đường riêng. Đến hôm nay gặp lại mới may mắn thấy rõ, ta và nàng chắc chắn là hai con đường song song. Kha Kha truy vấn, quốc tử nói ngươi đã có người khác, thật ư? Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút, có người khác? Đột nhiên trong đầu của hắn sáng vẻ quang thần nữ hiện ra, trầm ngâm một chút hắn nói, cũng có thể nói là như vậy. Kha Kha đã rơm rớm nước mắt. Vũ Hạo, quốc tử rất khổ sở, ta thật sự chỉ muốn nghĩ tốt giúp cho nàng. Nghe vậy Vũ Hạo nói, ta xin lỗi Kha Kha, có một số việc không phải muốn thì có thể giúp được đâu. Quốc tử đã lựa chọn, không ai có thể đủ khả năng giúp nàng. Hơn nữa cảm tính không thể miễn cưỡng, ta thừa nhận ta có thích nàng, nhưng cũng xem như gần thích mà thôi. Huống chi nàng hiện tại đã là thái tử phi của đế quốc Nhật Nguyệt. Kha Kha im lặng, trước mắt đó nàng thấy mình như là trưởng thành hơn, cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của Vũ Hạo. Vũ Hạo, người biết hay không, từ lúc trước các người chia tay, quốc tử liền gia nhập quân đội, bằng thân phận hồn đạo sư từng bước đi đến ngày hôm nay. Nàng không hề dựa vào thế lực của thái tử mà không ngừng tích lũy chiến công, tài năng chiến lược chiến thuật của nàng rất cao, hiện nay đã là đô trưởng kiêm tham mưu sư đoàn hồn đạo sư. Lần này lại lập công lớn, có lẽ sẽ được thăng cấp. Ở chiến trường nàng chính là bộ não, là nữ tướng quân. Lần này gặp bất chắc cũng do trong quân có gian tế, ta cũng thấy được nàng không vui vẻ gì. Hoàn cảnh của quốc tử sau khi ta cũng vào quân đội của nàng mới hoàn toàn biết rõ. Trước kia nàng được thái tử cứu sống, rồi lại đưa nàng vào viện Nhật Nguyệt, ta thật sự không thấy được tương lai của quốc tử. Vũ Hạo nhìn thẳng Kha Kha rồi nói, vậy ngươi muốn ta làm gì? Kha Kha mở miệng lắc đầu,
Ta cũng không biết, ta chỉ muốn nói chuyện đó cho ngươi. Vũ Hạo đáp ứng với ta, nếu tương lai các ngươi còn có cơ hội gặp lại, ngươi phải giúp nàng được chứ? Vũ Hạo khẽ gật đầu. Kha Kha tí, ngươi là một cô gái lương thiện, quốc tử có bằng hữu như ngươi là may mắn của nàng. Trong lòng của ta, các ngươi trước sau vẫn là bằng hữu. Ngày trước ta không do dự bảo vệ các ngươi, sau này nếu gặp khó khăn hay là nguy hiểm, nếu ta biết được nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhưng xin ngươi nói lại với quốc tử, đế quốc Nhật Nguyệt dã tâm rất lớn, còn nàng lại đang bị kỉu hận che mắt. Ta không mong ngày sau lại gặp nàng trên chiến trường, chỉ cần nàng đồng ý, cửa lớn của đường môn luôn luôn mở rộng chào đón nàng. Đến thành xử lý khác, thái tử của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thể nào uy hiếp được. Kha Kha hai mắt sáng rực khẽ gật đầu, nàng đã thấy một đáp án vô cùng tốt của Vũ Hạo. Vũ Hạo, cảm ơn ngươi, lời của ngươi ta sẽ nhắn lại cho nàng, có điều nàng rất là cố chấp, ta không chắc có thể ảnh hưởng đến nàng. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, đường môn cũng rất hoan nghênh ngươi, nếu có thể buông bỏ hết thảy để vào đường môn, ta sẽ lại nấu cơm cho các ngươi ăn, để các ngươi thưởng thức hết món ngon của ta mới thôi. Được, Kha Kha vui vẻ sảng khoái đồng ý, thậm chí còn nuốt nước miếng, thực ra từ sáng nàng còn chưa ăn gì cả. Vũ Hạo và Vương Đông được Kha Kha lặng lẽ đưa ra khỏi quân doanh, không một ai biết. Nếu không phải quốc tử có thân phận thái tử phi, trang cảnh chiến đấu vạn người đều nhìn thấy thực lực cường đại của Vũ Hạo và Vương Đông, muốn đi vào có thể dễ dàng như vậy. Cường giả như là bọn hắn nếu gia nhập quân đội, quả thực là chìa khóa xoay chuyển càn khôn. Ngay cả hồn thánh cũng ngã xuống trong tay của bọn họ, chiến lực của họ cũng rất cao. Ngay cả thân phận học viện xử lý khác cũng được quốc tử che giấu cẩn thận, chuyên gia rằng họ là bạn học của nàng ở học viện Nhật Nguyệt. Với thân phận thái tử phi, chẳng có ai dám tra hỏi cặn kẽ khi mà nàng đã quả quyết như vậy. Trên một tòa tháp cao khoảng 30 mét, một đôi mắt xinh đẹp trông về phương xa, theo bóng người rời khỏi quân doanh dần dần biến mất, đôi mắt mông lung lệ trâu rơi xuống, môi đào hé mở như có thể đọc được khẩu hình hai chữ bảo trọng, thế nhưng không hề phát ra một tiếng nào. Rời quân doanh, Vũ Hạo và Vương Đông đi cũng không nhanh, dù sao thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi, do động mạnh đến vết thương, bất quá hắn cũng có biện pháp, dùng hồn đạo thôi thiên khí lắp vào chân, lướt đi cũng khá tốc độ, Vương Đông cũng dùng thần pháp đi theo. Lúc mà ra đi, họ cũng không quên xin Kha Kha một tấm bản đồ để không phải đi lạc, cả hai đi về biên giới phía đông đế quốc Nhật Nguyệt, giáp với đế quốc Thiên Hồn. Không thể sử dụng hồn đạo khí phi hành cũng hơi phiền toái, hai người đi hết một ngày mới cảm thấy tốc độ quá chậm. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, Vũ Hạo lấy ra nguyên liệu đem theo bắt tay vào chế tạo hồn đạo khí. Chế tạo suốt 2 ngày mới cho ra được một món hồn đạo khí không khác trước kia. Thương thế sau lưng của Vũ Hạo cũng tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục đi, cả hai đã có thể bay lượn ở trên không, tốc độ tăng rất nhiều, nhanh chóng đến biên giới tiến vào đế quốc Thiên Hồn. Sau khi đến đế quốc Thiên Hồn, Vương Đồng bắt đầu dẫn đường, đặt bản đồ trên mặt đất, xác định phương hướng rồi bay sâu vào bên trong đế quốc, nhìn phương hướng có vẻ nhớ đến thủ đô thành Thiên Đấu. Vương Đông, không lẽ nhà ngươi là ở thành Thiên Đấu? Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Nửa đường nghỉ ngơi, ăn thịt nướng do Vũ Hạo tự tay làm, Vương Đông ngồi dựa vào gốc cây dưới tán lá, hắn lắc đầu cười bí hiểm. Ta đã nói nhà của ta ở sâu trong mây thẳm, thành Thiên Đấu có mây sao, cứ đi theo ta là biết, có điều nhà của ta cũng cách thành Thiên Đấu không xa lắm. Vũ Hạo nói, lần đầu tiên đến nhà ngươi ta có cần mua quả cáp gì không? Đến bây giờ cũng không nói nhà ngươi làm nghề gì, còn có huynh đệ gì khác không? Ngươi muốn thấy ta xấu mặt sao? Vương Đông cười khì rồi nói, đúng vậy, vậy mà ngươi cũng đoán được ta cũng có ý đó. Vũ Hạo chán nản rồi nói, ta xấu mặt có lợi gì cho ngươi? Nếu ta xấu mặt là bằng hữu của ngươi thì ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Huống gì ngươi còn muốn giới thiệu tỉ tỉ cho ta, nếu mà để lại ấn tượng xấu với người nhà, sau này ta còn cơ hội sao chứ? Vương Đông cười rồi nói, được rồi yên tâm đi, người nhà ta tính tình rất tốt, không có lễ tiết rườm rà lắm đâu. Có điều nói về tỉ tỉ của ta, nàng chính là viên ngọc quý của gia tộc đó nha. Lần trước ta về cũng có nói về ngươi cho người nhà của ta rồi, lần này ngươi đến có lẽ họ sẽ thử một chút chuẩn bị tinh thần đi. Vũ Hạo gật đầu, nhất định rồi, ta không thể kém ai cả. Vương Đông nghiêm túc, Vũ Hạo, nếu ngươi thật sự muốn sau này kết hôn với tỷ tỷ của ta, phải biểu hiện cho thật tốt, ngươi trong nhà ta rất là hay bắt bẻ. Ta nói trước, đến lúc đó đừng có rụt rè, trong nhà ta đều là hồn sư cả. Có lẽ sẽ thử thực lực của ngươi một chút, thế nhưng quan trọng vẫn là nhân cách. Vũ Hạo cũng không moi được gì thêm, hỏi lại cẩn thận, Vương Đông cũng không nói nữa, hắn cũng không hỏi tiếp, dù sao cũng sắp tới. Bay thẳng một đường, tốc độ cực kỳ nhanh. Tu vi của Vũ Hạo kém Vương Đông không ít, thế nhưng độ dẻo dai của lực cũng rất mạnh, nếu không khi trước đâu có thể đuổi theo Vương Đông cả canh giờ. Mỗi canh giờ bay, hai người lại nghỉ một lát, đi bộ một đoạn, đợi hồn lực khôi phục lại tiếp tục bay. Có kinh nghiệm lần trước gặp quốc tử, họ luôn duy trì hồn lực ở mức 70%, có việc cũng dễ ứng biến. Theo như lời của Vương Đông, hắn quả là ở đế quốc Thiên Hồn, hơn nữa khoảng cách đến thành Thiên Đấu cũng không xa. Xa xa một tòa núi lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của Vũ Hạo, đỉnh núi nguy nga, thế núi hiểm trở, ba mặt đều là vách núi dựng đứng.
xuống, phẳng phất như là cắt bằng đào lớn, chỉ có một mặt tương đối bằng phẳng hơn. Người thường muốn leo lên thật sự là khó khăn, lác đác vài cọng cây cỏ sinh trưởng theo sườn núi. Tòa núi này là bộ phận của một dãy núi liên miên chập trùng, thế nhưng trong dãy núi xung quanh, đỉnh núi cao nhất cũng chỉ đến sườn ngọn núi trước mặt, biển mây lượn lờ, thong thả trôi trên dãy núi. Đến ngọn núi trước mặt hội tụ lại như thể đỉnh núi đâm xuyên mây chỉ thẳng lên cao. Muốn thấy rõ có lẽ chỉ có thể xuyên qua đám mây đó mới được. Tới rồi à, quả nhiên sâu trong mây thẳm. Vũ Hào cảm khán tán thưởng. Nhìn thấy khung cảnh này dù là đoán hắn cũng có thể đoán ra đã là đến nhà Vương Đông. Có điều làm sao có thể xây nhà trên đỉnh núi cao thế này? Nhà cửa bọn họ sẽ như thế nào? Khung cảnh thanh tao như thế lần đầu tiên Vũ Hào được thưởng thức. Đừng nói tưởng tượng nơi này là có nhà của Vương Đông. Vương Đông cười khì rồi nói, đoán đúng rồi, đi thôi, chúng ta bay lên đi, hồn đạo khí phi hành có thể bay cao vậy không? Vũ Hạo nói, có lẽ là được, nhưng bay càng cao thì lực tiêu hao cũng sẽ càng lớn, không bằng chúng ta bay đến sườn núi rồi đi bộ lên cũng an toàn hơn. Vương Đông gật đầu rồi nói, được rồi, chúng ta qua đó về nhà rồi. Ba chữ cuối hắn hưng phấn hét lớn, hồn lực thúc đẩy hồn đạo khí, hai người bay thẳng đến ngọn núi hiểm trở trước mặt. Quả nhiên là vọng sơn bảo tử mã, nhìn cảnh xa xa tưởng đâu gần, thế nhưng cũng bay hơn 15 phút mới đến. Càng đến gần đỉnh núi cao vút càng khiến hắn thấy rõ sự hùng vĩ nguy nga, ngút trời như là chống cả thiên địa vậy. Đáp lên trên sườn núi thoải thoải, Vũ Hạo và Vương Đông thu hồi hồn đạo khí phi hành. Vũ Hạo nhìn lại chỉ thấy biển mây phiêu đang ở trên đầu, cảm giác như giơ tay ra là chạm tới. Ở độ cao này có lẽ khoảng 2.000m so với mực nước biển, không biết đỉnh núi trên kia cao bao nhiêu nữa. Tiếng gió cuồn cuộn, thổi mây mù lơ lửng ở khuếch tán. Đôi mắt của Vũ Hạo không tự chủ được hóa thành màu vàng. Nhìn biển mây di động, bất giác ngồi xuống, dường như hắn bắt được cái gì đó. Tinh thần hải kích động rất nhỏ, tự động bắt chước khung cảnh biển mây trôi lững lờ. Hán hải vô nhai, biển này cũng có thể là biển mây. Hắn liền ngồi khoanh chân tại chỗ, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn không nhúc nhích. Vương Đông so với Vũ Hạo đáp xuống chậm hơn một chút, biến hóa bất ngờ của Vũ Hạo hắn liền thấy được. Nếu là người khác sẽ thúc giục Vũ Hạo nhanh chóng lên núi, thế nhưng hắn thì không. Hắn rất hiểu Vũ Hạo, nhìn thấy đôi mắt tên kia cảm thụ dao động hồn lực, hắn hiển nhiên nhận ra được tình hình. Ngộ đạo, đây chính là cảnh giới ngộ đạo lão sư từng nói sao? Vương Đông còn nhớ rõ, trước kia Mục Lao còn nói, đối với hồn sư có một số cảnh giới nháy mắt xuất hiện lại hiệu quả hơn là 10 năm tu luyện. Ngộ đạo không tăng tu vi mà tăng trưởng cảnh giới. Đối với hồn sư hệ tinh thần như Vũ Hạo, tăng trưởng cảnh giới vô cùng quan trọng. Tại sao Quân Lâm Thiên Hạ có thể giúp hắn áp đảo Quý Tuyệt Trần? Đó là vì cảnh giới Quân Lâm Thiên Hạ vượt xa kiếm quyết của Quý Tuyệt Trần tự sáng tạo. Vũ Hạo có một lão sư thật tốt, thế nhưng Mục Lão cũng không buộc hắn phải theo con đường của lão mà tìm con đường thích hợp cho bản thân. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống ngộ đạo, Vương Đông ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ thì phần lớn lại thấy vui mừng, sau đó hoàn toàn không hề quấy rầy Vũ Hạo. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn ngộ đạo lần nữa sẽ không biết tới bao lâu. Cơ duyên xảo hợp xảy ra tình huống ngộ đạo chính là tốt nhất, tốt hơn nhiều so với cố tình theo đuổi cảnh giới. Đôi cánh bướm mở ra vỗ lên đưa Vương Đông quay lại không trung, trực tiếp chui qua mây mờ. Lát sau hắn quay lại ngồi xuống bên cạnh Vũ Hạo, phóng tầm mắt vào biển mây xa xa. Lại qua một lát, vài bóng người áo xám lặng lẽ không gây ra một tiếng động chui ra từ trong mây mù. Được Vương Đông cảnh báo, họ ngồi quanh Vũ Hạo thành một vòng tròn khoảng cách khá xa. Những người này vẻ mặt trẻ trung, tinh thần sung mãn, tuổi chừng 25 đến 35 tuổi, ánh mắt sáng ngời, khoảng hơn 20 người nhanh chóng ngồi thành một trận hình nghiêm chỉnh. Vương Đông thấp giọng nói, các người ở đây bảo vệ hắn, không cho bất cứ ai quấy rầy, hiểu chưa? Ta đi cầm cha lớn và cha hai một chút. Tất cả những người áo xám đồng thời kho mình hành lễ, thế nhưng không hề tạo ra một tiếng động nào, toàn bộ quay lưng vào trong, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Vương Đông liếc nhìn Vũ Hạo lần nữa, cảm thấy hắn không việc gì, liền phóng người lên xuyên mây mà đi. Ngay cả Vũ Hạo cũng không biết tình huống trước mắt ra sao, hắn đang cảm giác trong não trống rỗng sáng rực, tinh thần hải động đậy nhẹ nhàng. Vốn trên mặt biển có hơi nước nhàn nhạt màu vàng, sương rất là nhạt, nhưng dần dần bắt chước theo hình ảnh biển mây trước mặt của hắn. Hán hải vô nhai, vô biên vô hán, tinh thần lực lượng biến hóa lần này không mãnh liệt như xưa, thế nhưng cảm giác lại khác hẳn. Khoảng khắc ngộ đạo này, dùng hai chữ tốt nhất để khái quát, chuyển hóa. Xưa nay hắn đều trực tiếp sử dụng tinh thần lực, đối với hắn tinh thần lực lượng và hồn lực cũng chỉ là một loại năng lượng không khác nhau lắm. Thế nhưng lúc này, nằm giữa một hình thái tinh thần lực khác, lý luận về tinh thần lực cũng thay đổi. Tinh thần lực khác hồn lực, cấp độ cao hơn thế nhưng không nên sử dụng trực tiếp như là hồn lực. Tinh thần lực vận chuyển cùng khác hồn lực chủ trương hấp thu thiên địa nguyên khí cho bản thân sử dụng, dùng vốn làm gốc để sinh ra năng lượng. Tinh thần lực lại đại diện cho linh hồn lực lượng, là thứ mà mọi sinh vật đều có sẵn.
một loại lực lượng căn nguyên, một loại biểu hiện phương thức, là sinh vật đều cụ bị, với căn nguyên là một loại lực lượng. Tinh thần hải từ thể lỏng sang thể hơi, thực tế biến hóa không lớn, vì nó cũng đều ở dạng nước. Thế nhưng sự chuyển hóa này với Vũ Hạo rất là quý giá. Ý nghĩ của việc này, hắn dần dần có thể khống chế tinh thần lực của mình một cách hoàn hảo, dễ dàng dung hợp tinh thần lực vào hồn kỹ hơn, mà không phải đơn giản dùng quân lâm thiên hạ dung hợp. Việc này cũng khiến hắn lĩnh ngộ tinh thần của hắn càng thêm sâu sắc, do đó càng có lực khống chế mạnh hơn. Sau nửa canh giờ, Phương Đông trở lại bên cạnh Vũ Hạo. Lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi, thân thể của Vũ Hạo giật giật, màu vàng trong mắt cũng rút đi. Đã xong rồi, nhanh vậy. Vương Đông còn chưa biết Vũ Hạo trước đó đã từng nhập định hết nửa năm, dĩ nhiên không rõ tinh thần lực của hắn đã biến chất một lần. Ngô đao lần này chỉ khiến hắn lý giải thêm sâu mà thôi.